Uống luôn đã. Ôi mà em đang xem. Đâu rồi? Nào. Cái này đúng lấy chết nó luôn gì rồi. Nào, cái này lúc đấy là cái gì rồi? Đâu tên sinh viên đâu? Mã số sinh viên đâu? Như thế này thì bây giờ tí nữa để sang kia thì cái này là của kia à? Em vừa lên chạy được em phải đánh. Kéo cái kia ra. Đây này vẫn là kê. Cái này lúc nãy là cái gì ấy nhỉ? Nét đẩy thanh. Lúc đấy lét 7 rồi đúng không? Nào cái này là lúc đấy là có học ABC lét 7 này, AD này, bàn phím, cái nút bấm này. Đúng không? Em làm 6 mô đun chứ phải 6 chức năng. Mô đun này của em là mở rộng cổng. Mở rộng cổng em phải kiểm tra được, chứng minh như thầy được nó làm nó chạy. Cái này lúc nãy là cái gì ấy nhỉ? Lúc nãy là led đơn này. Led đơn này, bàn phím này. Gì nữa nhỉ? Hai cái rồi đúng không? Bây giờ cái gì? Cái đấy thì là bàn phím rồi. Hả? ADC đâu? Chứng minh đi. Thế là bọn em dùng quang trở đây ạ. Che vào xem nào. Nhả ra xem nào. Đây là đọc hai quang trở, đây là dùng hai quang trở. Rồi, ADC. Rồi. Mở rộng cổng phải chứng minh được là nó chạy. Phải chứng minh, thầy cho thời gian chứng minh cái nào, cái này nào. Cái gì đây, sao tự nhiên đi vào đây đưa cho thầy cái gì đây. Nào, cái này nào. Cái này nó lấy là cái gì đó nhỉ? Tên sinh viên đâu? Tên sinh viên đâu? Phạm Anh đâu? Đi đi. Tên mã số sinh viên ở đây. Lúc lấy là cái gì rồi nhỉ? Nét bảy anh mà nút bấm ạ. Nét bảy này. Nút bấm. Nút bấm này là gì nữa? Đã kiểm tra rồi, đã kiểm tra rồi. Hai cái đúng không? Bây giờ là cái gì? Em đặt cốt ạ. ADC đâu? Chưa xong à? Em đặt cốt ạ. Nào, ổn định đi.
Nào tất cả là không được đứng nào, không mất ổn định nào. Nào là cái gì nào? Thành ơi. Đây em sơ me. Cái lúc đấy thầy kiểm tra đã là cái gì rồi? Đơn rồi. Thứ hai là led đơn. LCD rồi đúng không? Bây giờ là cái gì? Dơ le này. Dơ le đi, cho dơ le chạy đi. Rồi, dơ le xong. Em thấy. Đấy, của em nút dơ le này, mấy năm cái. Phải cắm nguồn này 12V mới được, vừa nãy là nguồn... Cái gì? Đấy, chưa cắm nguồn dơ le này. Tại sao cái tờ này vừa lấy ở bàn kia cơ mà? Bọn em sang đây để thử, tại vì nguồn này mới được ạ. Nguồn này dơ le này ạ. Đây ạ. Bởi vì có nguồn 3, 12V, 3 dơ le. Được rồi, 6 dơ le, còn cái gì nữa không? Còn cổng con thì bọn em chưa lập trình. Rồi, ok, cái này nghiệm thu. 6 cái xong rồi, có tên, có mang dưới viên. Lớp dưới viên đây rồi. Được mấy cái, mấy cái. Đấy, cắm vào. Rồi. Tất cả các nhóm phải copy vào cho một máy nhá. Cái toàn bộ cái thiết kế và cốt. Thiết kế và cốt. Đâu cái này cái gì? LCD nút bấm đấy rồi. Bây giờ ADC thay đổi ADC cho thầy. Các chức năng nút bấm khác nhau thì nó sẽ hiển thị như nào? Những module khác nhau. Thầy hiểu rồi, ấn đấy thế nào? Đen đơn cho nó đen đơn đi thế nào? Chuyển dây. Cho chạy ADC thay đổi rồi, ok, ADC xong. Rồi, đơn đơn được rồi. Cái led 7 này chỉ hiển thị số giống nhau thôi à? Không thay đổi số khác nhau à? Led 7 là chỉ số trùng nhau.
Covid dày quá. Phải bấm nút. Ok, 1 2 3 4 5 6 nghìn thu. Đúng rồi. Rồi. Đưa lên. 7 là loạn. Phải rồi, ok như thế nhỉ. Luôn LCD nè. LCD. Lớp 7 phải giống nhau à? Em chưa lập trình được cho con chạy là quét hết ạ. Lớp 7 là số giống nhau này, mình góp lại mà. Nào, tại sao ở bên này nhỉ? Nhóm nào chưa làm thì ra ngoài đi. Lúc đấy là cái gì rồi nhỉ? ADC này, lét đơn này, bây giờ lét 7, nút bấm thay đổi chưa? Nhưng mà sao bật cứ ấn xuống như này thì có khác gì dính đất đâu? Nó có cái gì chứng minh được là cái này em làm chủ nó không? Đây đã làm chủ đâu, tại sao bấm không nó cứ dí dí như này? Đây là lập trình mỗi cái nút thì có cái riêng, cái này là bật cái này, cái này là tắt. À, cái này là bật, cái này tắt à? Bật đây xem nào. Bật. Bật. Bấm và đi lên. 1, 2, 3, 4, 5, còn cái nữa. 5 cái rồi. 5, 1, rồi để thầy nghiện đang không giỏi. Một hai ba bốn. Đây nút bấm mới lại đáp để thành. Nút bấm đâu cho chạy xem nào. Rồi nút bấm. Đáp để thành. Lên 7. 1 2 3 4 5 6 nghìn thu. Để cho bọn em.
lê và lê đơn. Thay đổi đi. Bấm. Rồi. Đưa dưa le đi. 1, 2, 3, 4, 5, còn một cái nữa. Cái này là cái gì rồi? Cái gì? Cái áp đồ vào. Xoáy đi, xoáy đi, xoáy đi, xoáy đi. Rồi. A, D, C. Một cái nào là đủ cho bạn ấy chết. Một module nữa. 1, 2, 3, 4, 5, còn một module nữa. Rồi, dưa le. Điểm thu. Điểm thu. Nó kêu tạch 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 tạch. Cái phần mềm con nộp luôn bây giờ hay là nộp sau đi. Nộp sau đi, hôm nào lên lớp thì nộp. Vâng. Có em ngồi em trông cho thật. Sao lại lại trông bên nào? Có dòng có lá đơn thì nó sẽ đi là có. Cho chạy lá đơn thế nào? Thay đổi trạng thái lá đơn thế nào? Là 10 miếng. Rồi, 1 2 3 4. Lên luôn. Lên ra được. Còn một cái nữa. Cái nữa, nốt đi, nốt đi cho thành. Không thì em kia mình câu cái bấm vào trực tiếp là vừa vào. Sáng nay mình phải làm đấy, nút bấm như thế này thì em chưa làm chủ nút bấm được. Mà chỉ là có thôi, bây giờ em giữ như này em bấm một phát nó phải giữ nguyên trạng thái, em bảo bỏ ra thì hóa ra này. Như thế này thì nút bấm có qua ấy đâu, có qua điều khiển đâu. Nào đề nghị các bạn ở đây ghê. Nhóm nào xong rồi đề nghị đi ra ngoài. Cứ làm chủ luôn bấm đi. Đây anh ơi, bây giờ mày phải làm sao mà thay đổi cái chủ nút bấm đi. Thay đổi cái chủ nút bấm đi, với là led đi. Bởi vì led là điều khiển được không? Nút bấm là điều khiển chứ không phải là giữ rồi nó tắt. Thấy không? Mày cứ giống mày xem mấy nhóm trước ấy. Không thể bảo nút bấm là phải điều chỉnh được nút bấm. Làm chủ nút bấm ấy. Từ đâu vào đâu? Sao từ đâu ơi? Bây giờ ai muốn biết là em nối vào đây hay là em câu trực tiếp vào chân của vi điều khiển? Mười phút bấm thì em chỉ nối qua tám của mình. Em nối luôn qua đây. Bấm từ đây nối sang đây hả? Dạ. Xong đọc từ đây đưa vào đây. Cái này là 573. Rồi, như vậy là mở rộng. Không được, reset không được tính. 1, 2, 3, 4. 7, 8, 5 không được tính. Là NM2576 mới được tính. Như vậy của em có 4 module đúng không? 1, 2, 3, 4. Có gì nữa không? Lúc ở nhà em tưởng thầy chỉ cho 6 module nên em chỉ làm 6 module. Thôi được rồi, thế thì chỉ 4 module nữa nhá. Dù. Cái này thế nào? Cái này em chứng minh cái này nó hoạt động.
cái gì tôi em sử dụng đây cái hiển thị là 16 nét đơn ạ, mà đây có 8 cổng đấy, mở rộng là 2 cổng đây thì rồi như vậy đây là mở rộng cổng 1, 2, 3, 4 chức năng. Reset của em reset lại cái không hiểu không tính. Còn bọn em có các chế độ hiển thị khác nhau thì không được không tính. Như vậy đủ chưa? Hết chưa? Ở phần ADC của em còn có ADC có rồi. ADC của em còn có thay đổi LED đơn rồi, ADC rồi, bàn phím rồi, mở rộng cổng rồi. Hết đúng không? Hết chưa? Em lập trình nhiều chức năng lắm. Bạn tính cái phần LED đơn này thầy. Có em có từ ngoài vào, từ trong ra, từ trái ra, từ phải không, trái. Cái đấy không được tính. Nào, nghiên cứu không? Thế còn cái ma trận phím với cả nút bấm thầy cho rồi. Con em có cả ma trận phím, đây là bàn phím rồi. Nếu em muốn thì sẽ còn có một buổi nữa để thêm chức năng. Nếu em không muốn nghiệm thu thì em giữ lại tờ này, đến buổi sau em mang đến bổ sung thêm 2 chức năng nữa. Thì trong tuần tới thầy sẽ có một buổi nữa. Xong xong chưa đâu ạ? Đúng rồi không? Chạy em. Tính nhờ ý cậu ơi, tính nhờ ý cậu ơi, tính nhờ ý cậu ơi. LCD 1 LCD 2 và 2 là LED ạ. LED ở đâu? LED thì em chỉnh cảnh lưới dây qua. Đây là tâm ẩn thiết. Rồi, đây đi, cái này con nhiều chưa cho. Mô đun đây cái gì? Cái này phải cho nó chạy như thế nào? ADC 871. Nào là gì nào? 1 là ADC, 2 là LCD luôn đi. Rồi 3 là gì? 3 của em là lắp 7 thanh. Lắp 7 chưa được gì? Em ạ, nút bấm ạ. Rồi, 2 cho LED đơn luôn. 3 là gì? 3 là dư LED ạ. Dư LED đâu? Cứ chuẩn bị đi. Cái này bỏ cái gì? Mới là 1 nhá. Em thỉnh thoảng em dừng lại đi. Tắt lại xong là bật đi để cho phim nó đỡ dài. Tắt đi xong bật lại đi. Tắt đi xong bật lại đi.